Xin chào quý vị các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho quý vị các bạn rất nhiều đồ chơi và phụ kiện hay ho. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có những con Iron Man nhỏ nhỏ này và có một con Iron Man to, đây là hộp của nó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái đồ chơi như là những cái vật dụng trong game POPG, một game rất là hot hiện nay, chúng ta không cần bàn tới nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào video để review cụ thể xem từng đồ vật, từng đồ chơi trong này nó sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với những cái vật dụng trong game bắn súng POPG. Và ngay trên tay tôi là một khẩu AK-47 và nó có lắp sẵn vào lưỡi lê ở đây. Chúng ta sẽ có một cái bộ như thế này, tùy vào sản phẩm các bạn lựa chọn. Ví dụ như ở đây thì chúng tôi đã có một cái chảo. Và cái chảo này chính là cái chảo mà ngày hôm trước thì chúng tôi có làm một cái video để dán trứng trên cái CPU đó. Và chính là cái chảo này, và nó làm bằng gang khá là chắc chắn. Tôi có thể mở ra ở đây. Vâng, đây là hình ảnh của chiếc chảo POPG. Đây, các bạn nhìn thấy đấy. Và nó đằng sau thì nó sẽ có một cái tên của nhà sản xuất, đó là Bluehole. Và đây là một cái chảo mà chúng ta rất là quen thuộc. Ví dụ trong POPG chúng ta dùng cái chảo này để đập nhau, hay là chúng ta dùng để che đạn. Đấy, thì cái chảo này che lên đầu thì sẽ không bị bắn vào đầu nữa. Ở đây chúng ta sẽ có bộ 3 sản phẩm. Ví dụ như là chúng ta sẽ có súng lục, một cái khẩu 46 như này, mình quen gọi là 46, và ở đây chúng ta sẽ có một cái mũ. Ba bộ ba cái này thì nó sẽ có giá đắt hơn một chút so với chiếc chảo của chúng ta. Và những cái sản phẩm này đều có giá chi tiết ở trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi sẽ để ở link mô tả của video này. Vâng, ở đây thì chúng tôi có rất nhiều súng tha hồ cho các bạn lựa chọn, từ dòng sọt găng cho đến súng trường và súng ngắm. Ở đây chúng ta có nhiều lắm, nên là các bạn có thể tha hồ lựa chọn và có thể đến Alphard BC để xem từng sản phẩm này. Các sản phẩm này thì đều được làm bằng gang, vì vậy nó rất chắc chắn. Ở trong một khẩu AK-47 này thì chúng ta sẽ có một cái tua vít nhỏ nhỏ, và chúng ta sẽ được lắp thêm những cái phụ kiện của nó, như kiểu là trong khẩu này thì sẽ có chân này, hoặc là ở đây chúng ta sẽ có lưỡi lê. Vâng, rất là tốt. Các bạn nếu mà yêu thích thì các bạn hãy đến ngay Alphard BC để sắm cho mình một em này nhá. Khẩu này nhìn rất là đẹp và có thể nhìn rất là giống cái khẩu ở trong game cũng như là ngoài đời nó cũng như này. Và ở đây chúng ta có một cái móc, chúng ta có thể ngoắc vào đâu. Mà tôi không tin là có ông nào ngoắc chìa khóa vào cái khẩu này thì nó như hơi hầm hố đấy. Không biết là ngoắc cái gì được. Có thể chúng ta để lưu niệm hoặc là chúng ta làm gì đó. Không quan trọng, bởi vì nếu mà yêu thích cái game này thì các bạn nên sắm cho mình một khẩu. Mình nghĩ là vậy. Đặt cái game POPG sang một bên thì chúng ta sẽ đến với fan cuồng của Iron Man. Vâng. Phải đến tận 2018, mà năm nay là 2018 rồi đúng không ạ? Có lẽ là cuối năm nay thì chúng ta mới lại được xem một cái phim mới về Iron Man nữa, là Infinity War. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào là fan của Iron Man thì chúng ta có thể sở hữu được những cái vật dụng khá là xinh xắn như thế này. Đầu tiên là nói về con Iron Man nhỏ. Đây là một phiên bản của con Iron Man, có lẽ là Mark 98 gì đó. Lạ lắm, nhưng mà nó có một cái súng ở bên hông như thế này. Thì con Iron Man này chức năng của nó là làm vật trang trí thôi các bạn ạ. Các bạn có thể để lên bàn này, để lên laptop hoặc là để lên bàn làm việc của mình, nhìn khá là hay. Đầu của nó có thể quay đi quay lại, rồi là tay chân có thể giơ lên giơ xuống như thế. Ngoài ra thì không thể vặn được bộ phận nào nữa. Chúng ta sẽ có một cái công tắc ở đằng sau, thì nó chúng ta có thể bấm và nó có phát sáng được. Đấy. Để trong đêm tối thì khá là đẹp. Và nó có một cái chân đế nữa. Các bạn có thể xem link sản phẩm này ở trên trang web của Alphard BC. Và ở đây thì chúng tôi có rất là nhiều phiên bản, ví dụ như là con Iron Man đời đầu này, khi mà Tony Stark bước ra từ trong hang đá, hay là phiên bản War Machine thì nó sẽ có màu xanh như thế này. Và tất cả đều rất là hợp hố, và nếu như các bạn yêu thích thì các bạn có thể xem từng sản phẩm và lựa chọn cái sản phẩm nào ưng ý nhất của mình là được. Và những sản phẩm này thì đều đi kèm một viên pin để nó có thể sáng lên và chúng ta có thể làm vật trang trí được, rất là đẹp. Bỏ qua mấy con Iron Man nhỏ nhỏ sang một bên thì chúng ta sẽ có một con Iron Man rất to. Tiếc là nó không có màu đỏ, đây là điểm mình tiếc nhất thôi. Ở các hộp của nó thì có rất là nhiều màu, như là màu đỏ này, màu xanh, màu xanh tiếp. Nhưng mà ở trong hộp thì mở ra toàn màu đen. Và con Iron Man đen này thì nó là một chiếc loa Bluetooth. Con này được làm bằng nhựa và cao su. Còn Iron Man nhỏ này thì làm bằng kim loại. Vì vậy nên là nó cũng sẽ có phần khác nhau. Ví dụ như là cái loa Bluetooth ở đây chúng ta bật lên. Và các bạn có thể thấy là loa rất là to đúng không ạ?
Và ở đây thì cái loa này chúng ta có thể bật sẽ có những nút đằng trước như là nút tạm ngừng này, là một cái đèn ở đây, và nút next hoặc là quay lại đó. Và đèn ở đây thì nó cũng đổi màu đấy, quan như thế không ạ? Màu mắt của cái iPhone này cũng đổi. Chúng ta có thể kết nối bằng cổng USB hoặc là bằng thẻ nhớ. Ngoài ra chúng ta sẽ được cho một cái dây sạc ở đây, và chúng ta có thể cắm sạc cho nó. Đầu sạc của nó ở đây ạ. Chúng ta sẽ cắm sạc cho nó. Chúng ta cũng có thể không nghe bằng cái loa Iron Man này, mà chúng ta có thể nghe bằng tai nghe của mình được. Bởi vì ở đây cũng có đầu, cũng có rắc cắm tai nghe 3.5mm. Chúng ta có thể cắm tai nghe vào đây được. Nói thêm về cái loa Bluetooth này thì đây là một cái loa khá là to, và tôi đã thử test cái loa này thì âm thanh khá là ổn. Và tất cả những cái sản phẩm Iron Man to nhỏ, hoặc là những cái sản phẩm về súng hoặc là vật dụng ở trong POPG đều đang được bày bán tại Alpha PC. Nếu bạn nào đi mua laptop, mua PC cho mình và các bạn đi qua Alpha PC, các bạn có thể ghé qua và tìm hiểu thêm những sản phẩm này. Hoặc đơn giản là bạn chỉ muốn những cái sản phẩm có thể lưu giữ những kỷ niệm, hoặc là chúng ta có thể mua để tặng bạn bè, hoặc là trang trí cho cái góc làm việc, thì các bạn cũng hãy để tâm đến những sản phẩm này nhé. Đó là những sản phẩm rất là thú vị. Và video này đến đây kết thúc rồi. Và đây là lần đầu tiên mà mình lên hình, nên các bạn hãy góp ý cho mình ở phần comment nhé. Và cũng đừng quên là like, share, subscribe kênh YouTube của Alpha PC để cập nhật thêm những video mới nhất và hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Goodbye.